trong các hoạt động điều tra xã hội học được thực hiện tại Nga nhiều năm qua. Nhiều người dân khi được thăm dò ý kiến về sự kiện nào khiến họ tự hào nhất trong lịch sử đương đại của nước Nga. Phần lớn các câu trả lời đều khẳng định đó là chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, luôn đứng đầu danh sách trong suốt hơn 20 năm qua. Không quá khó để lý giải điều này khi các dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng được tổ chức từ thời Liên Xô vào ngày 9 tháng 5, không chỉ dành để tưởng nhớ thế hệ cha ông đã chiến đấu và chiến thắng phát xít Đức, mà còn là dịp đoàn kết mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Tính tới thời điểm hiện tại, cứ 6 người Nga thì có một người từng tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Một trong những hình ảnh biểu tượng nhất của ngày chiến thắng đó chính là những đóa hoa cẩm chướng tặng các cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại và nhiều hoạt động đáng chú ý khác. Điểm nhấn của ngày chiến thắng tại Nga chính là các lễ duyệt binh với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng khí tài quân sự hiện đại và sự xuất hiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều lãnh đạo khác, trong khi Mỹ và phương Tây không hề có hoạt động duyệt binh lớn để kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy tại sao nước Nga lại bỏ ra nhiều nguồn lực để kỷ niệm ngày chiến thắng? Thực tế có vẻ kỳ lạ, nhưng ở thời Liên Xô, hoạt động kỷ niệm diễu hành ngày chiến thắng thường được tổ chức khiêm tốn hơn rất nhiều so với nước Nga đương đại. Sau cuộc duyệt binh quy mô lớn tổ chức vào tháng 6 năm 1945 trên quảng trường đỏ, Liên Xô đã không tổ chức bất kỳ hoạt động duyệt binh kỷ niệm nào trong 20 năm sau đó. Nhà sử học Denis Babichenko đánh giá, có nhiều vấn đề lịch sử liên quan, chính vì thế tới tận năm 1965, ngày chiến thắng mới được công nhận là ngày lễ chính của Liên Xô. Dưới thời nhà lãnh đạo Leonid Brezhnev, ngày chiến thắng đã trở thành ngày lễ cấp nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động duyệt binh lớn chỉ được tổ chức vào những năm chẵn. Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng cuối cùng dưới thời Liên Xô được tổ chức vào năm 1990. Sau khi Liên Xô tan rã, hoạt động này bị gián đoạn tới năm 1995 và quy mô của các lễ duyệt binh được duy trì từ năm 2000 tới nay. Nhà sử học Dmitry Andreev đánh giá, các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng hàng năm có vai trò quan trọng trong lịch sử nước Nga hiện đại. Nó đóng vai trò gắn kết người dân Nga lại với nhau. Ông nhận định, ngày chiến thắng và những hoạt động kỷ niệm tạo ra sự gắn kết, hòa hợp các dân tộc trong liên bang. Tất cả các hoạt động như duyệt binh, bắn pháo hoa, trung đoàn bất tử diễu hành đều mang ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn kết. Chính phủ Nga luôn giữ ngày chiến thắng như một biểu tượng và bản sắc của nước Nga hiện đại, quốc gia kế thừa Liên Xô. Theo khảo sát của Trung tâm Levada, mặc dù có một số ý kiến phản đối về hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng, nhưng đa số người Nga, khoảng 96%, ủng hộ việc gìn giữ và tiếp tục tổ chức duyệt binh thường niên. Chị Yulia Kovaleva ở Moscow chia sẻ, ngay từ thuở thơ ấu, tôi đã được bố mẹ cho đi xem các lễ duyệt binh hàng năm. Thật là tuyệt vời khi được chứng kiến những chàng trai trong bộ quân phục, cũng như sự hiện diện của các khí tài quân sự hiện đại. Khi nghe thấy tiếng hô hurra, tôi cảm thấy tự hào và được bảo vệ. Đó là truyền thống tốt đẹp và nên được tiếp tục về sau. Ngày chiến thắng ở Nga không chỉ là ngày lễ của một quốc gia đơn lẻ, đó là một phần của lịch sử thế giới. Trong đó những sự kiện tàn khốc đã được ngăn chặn, một ngày gắn kết mọi người lại với nhau. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 và vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, văn kiện cuối cùng về sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã và các lực lượng vũ trang của chế độ này đã được ký kết tại Berlin. Trong suốt 4 năm của cuộc chiến, hơn 26 triệu công dân Xô Viết đã không trở về nhà. Con số này không chỉ bao gồm những người lính hy sinh trên chiến trường mà còn cả thiệt hại đối với dân thường. Nhiều người thắc mắc tại sao ở Nga ngày chiến thắng lại được tổ chức vào ngày 9 tháng 5, trong khi ở nhiều quốc gia khác cũng tổ chức sự kiện này nhưng vào ngày 8 tháng 5. Đã có nhiều suy diễn khác nhau liên quan đến vấn đề này, nhưng câu trả lời đúng nhất đó là do chênh lệch về múi giờ. Về mặt chính thức, tài liệu đầu hàng của Đức Quốc xã được ký vào lúc 23 giờ ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương, nhưng tin chiến thắng đến Moscow thì thời điểm đó đã bước sang ngày 9 tháng 5. Sau đó, thông cáo về chiến thắng của quân đội Liên Xô trước Đức Quốc xã đã được phát thanh viên nổi tiếng của đài phát thanh toàn Liên Xô Yuri Levitan đọc trên làn sóng điện. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại do nhân dân Liên Xô tiến hành chống lại quân xâm lược Đức Quốc xã đã kết thúc thắng lợi. Nước Đức hoàn toàn bị đánh bại. Điều đáng chú ý là vào ngày chiến thắng đầu tiên, không có cuộc diễu hành hoành tráng như ngày nay, cũng không có giải băng Thánh Gióc, không có hoa cẩm chướng, không có trung đoàn bất tử. Ngày hôm đó, tất cả người dân ra khỏi nhà của họ,
hân hoan cởi mở với những người xung quanh, sắp xếp các bữa tiệc với những bài hát và điệu múa, và tất nhiên, chờ đợi sự trở về của những người lính sống sót từ mặt trận. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng ở Moscow. Tuy nhiên, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng năm 1945 vẫn được tổ chức, nhưng nó không diễn ra vào ngày 9 tháng 5, mà vào ngày 24 tháng 6 năm 1945. Sự kiện do nguyên soái Zhukov chủ trì. Nguyên soái Konstantin Rokossovsky chỉ huy đội ngũ duyệt binh với tổng số 35.000 người. Sau đó, các cuộc diễu hành quân sự như vậy đã không được tổ chức trong suốt 20 năm, cho đến năm 1965. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ngày chiến thắng cũng không được coi là một ngày lễ chính thức. Mọi người đi làm vào ngày 9 tháng 5 như những ngày làm việc bình thường trong tuần. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ngăn cản việc tổ chức các lễ hội trên khắp lãnh thổ Xô Viết. Cuộc diễu hành chiến thắng lần thứ hai được tổ chức vào năm 1965 và những cuộc duyệt binh quy mô lớn tiếp theo diễn ra vào các năm 1985, 1990, 1995. Từ thời điểm này, cuộc duyệt binh thường được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh chiến thắng phát xít. Ngày nay, đây là một sự kiện quy mô lớn, được diễn tập kỹ lưỡng, được đông đảo người dân theo dõi trên đường phố và truyền hình trực tiếp trên truyền hình và Internet. Lễ duyệt binh mừng chiến thắng bao gồm các màn trình diễn sức mạnh quân sự, cả thiết bị quân sự trên bộ, trên không, cuộc diễu hành của các đơn vị khác nhau của các lực lượng quân sự, sinh viên, học viên của các trường quân sự và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Theo thời gian, lễ duyệt binh chiến thắng không chỉ được tổ chức trên quảng trường đỏ ở Moscow, mà còn ở tất cả các thành phố anh hùng, các quân khu và một số thành phố lớn khác ở Nga. Ngày chiến thắng có một số thuộc tính, bao gồm hoa cẩm chướng đỏ và giải băng Thánh George. Theo phong tục, người ta tặng hoa cẩm chướng cho các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hoặc đặt chúng lên những đài kỷ niệm. Loài hoa này từ lâu đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, gợi nhớ đến Hồng quân bất khả chiến bại. Ngoài ra, hoa cẩm chướng được coi là loài hoa ngoan cường, có thể làm hài lòng người nhìn ngắm trong vài ngày. Cũng trong ngày chiến thắng, hầu như mọi người đều đeo giải băng Thánh George, nhưng không phải ai cũng nghĩ về ý nghĩa của nó và cũng có nhiều cách giải thích về ý nghĩa hình tượng của giải băng này. Giải băng gồm hai màu cam và đen. Màu cam tượng trưng cho ngọn lửa, màu đen tượng trưng cho khói. Đó là ý nghĩa chân thực ban đầu của giải băng Thánh George. Giải băng này cũng được sử dụng trong hệ thống phần thưởng huân huy chương của Liên Xô và là dấu hiệu phân biệt đặc biệt cho các binh sĩ. Giờ đây, giải băng Thánh George được đeo như một dấu hiệu tưởng nhớ chủ nghĩa anh hùng của những người lính Xô Viết và chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít. Truyền thống về một khoảnh khắc im lặng để mặc niệm những người đã hy sinh ngoài mặt trận được bắt đầu vào năm 1965. Sau đó, vào ngày chiến thắng, vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Moscow, một phút im lặng của toàn nước Nga đã được thông báo trên đài phát thanh và truyền hình. Trong những năm gần đây, nguyên thủ quốc gia Nga thường tuyên bố một phút im lặng trong bài phát biểu của mình trong lễ duyệt binh chiến thắng. Và trong đúng một phút, giọng nói lắng xuống để người dân trên khắp nước Nga tưởng nhớ những người đã khuất. Một phần không thể thiếu của lễ chiến thắng là pháo hoa chào mừng được tổ chức hàng năm kể từ năm 1945. Vào thời điểm đó, đó là một màn pháo hoa hoành tráng được phóng lên bầu trời Moscow từ hàng nghìn khẩu pháo phòng không. Ngày nay, mức độ hoành tráng của các màn bắn pháo hoa tăng lên theo từng năm ở mọi thành phố của Nga. Vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5, pháo hoa bắt đầu nổ âm ầm trong 10 phút. Cả bầu trời được chiếu sáng bởi hàng triệu tia lửa rực rỡ nhiều màu sắc. Chương trình ngày chiến thắng cũng bao gồm một buổi hòa nhạc lễ hội và bài hát ngày chiến thắng được hàng triệu người yêu thích chắc chắn sẽ vang lên trên tất cả các sân khấu của cả nước Nga. Lời bài hát do cựu chiến binh Vadim Kharitonov sáng tác, phần âm nhạc được viết bởi nhà soạn nhạc David Tukhmanov. Điều đáng chú ý là bài hát được viết 30 năm sau chiến tranh và trước khi được phổ biến thành công trên toàn quốc, nó đã phải trải qua một chặng đường khó khăn. Lúc đầu, sáng tác đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà quản lý. Sau đó, việc biểu diễn bị cấm hoàn toàn. Nghệ sĩ trẻ Lev Leschenko đã tạo ra một cuộc đời thứ hai cho bài hát. Nam ca sĩ đã cố tình biểu diễn sáng tác này tại buổi hòa nhạc cá nhân của mình ở Alma-Ata và cả hội trường đã vỡ òa trong tràng pháo tay. Sau đó, Leschenko đã không được phép biểu diễn ca khúc này tại các sự kiện chính thức trong một thời gian dài. Nhưng nghệ sĩ này nung nấu quyết định tìm cách lách luật. Anh đã biểu diễn bài hát Ngày Chiến Thắng tại buổi hòa nhạc kỷ niệm của lực lượng công an
được truyền hình trực tiếp. Đúng như dự đoán, bài hát đã tạo được tiếng vang lớn. Và sau đó, có câu chuyện truyền miệng rằng tại một trong những buổi chiêu đãi sau cuộc duyệt binh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô khi đó là Leonid Brezhnev đã nói với tác giả Vladimir Kharitonov rằng: "Chúng tôi sẽ không như vậy nữa, Volodya, cái gọi thân mến của Vladimir, và mọi người sẽ hát bài hát của anh." Đó là câu chuyện về bài hát ngày chiến thắng, và thật khó có thể tưởng tượng nếu ngày chiến thắng mà không có âm hưởng của bài hát này được vang lên. Một truyền thống khác được hình thành trong những năm gần đây làm cho ngày chiến thắng thêm phần ý nghĩa chính là phong trào Trung đoàn Bất tử. Đây là hoạt động diễu hành của người dân qua các đường phố của thành phố với chân dung của các cựu chiến binh. Hoạt động này được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Tomsk vào ngày 9 tháng 5 năm 2012 và sau đó được phổ biến ở nhiều nơi khác ở nước Nga và thậm chí lan tỏa tới nhiều thành phố khác trên toàn thế giới. Tháng 9 năm 2015, hoạt động Trung đoàn Bất tử của nước Nga chính thức được đăng ký là một phong trào chính trị xã hội dân sự. Trong các năm 2020 và 2021, các hoạt động của Trung đoàn Bất tử được tổ chức trực tuyến do tình hình lây lan đại dịch COVID-19. Ngày nay, nhiều người trẻ thậm chí không thể tưởng tượng được cha ông của họ đã phải chịu đựng những đau thương và kinh hoàng đến mức nào, nhưng không thể phủ nhận những năm tháng chiến tranh đã ảnh hưởng tuyệt đối đến mọi gia đình trên đất nước Liên Xô rộng lớn trước kia. Đối với Liên bang Nga ngày nay, ngày chiến thắng nhằm mục đích tập hợp người dân và nhắc nhở họ rằng đất nước đã từng tồn tại qua chiến tranh khốc liệt nhất và đánh bại chủ nghĩa phát xít. Ngoài ra, những ký ức về những sự kiện khủng khiếp thời kỳ đó không nên để xảy ra một lần nữa. Ngày càng có ít các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mỗi năm. Và người Nga quan niệm rằng nếu bạn biết một trong số họ, thì hãy đến thăm không chỉ vào ngày chiến thắng mà cả vào những ngày bình thường trong tuần. Quan tâm, giúp đỡ, hỏi han cuộc sống của họ và hãy trao truyền những điều tốt đẹp như vậy tới con cái của mình. Xin nhắc lại một lần nữa, cũng cần nhớ rằng ngày chiến thắng không chỉ là một ngày lễ của một quốc gia đơn lẻ, mà nó là một phần của lịch sử thế giới. Trong đó, những sự kiện tàn khốc đã được ngăn chặn. Đây là một ngày thực sự gắn kết mọi người lại với nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.